Bự rồi mẹ ơi. Yeah. Wow. Quá đỉnh. Nó còn xanh. Mẹ ơi, trời ơi. Vú chạy sữa rồi. Chạy sữa rồi. Mới ăn ngon lắm. Ê, giùm nó. Giúp nó hả? Còn trái cái gì ở phải không? Cái này nè, trái còn đây nè. Ở đây nữa hả? Bữa anh sang bẻ ba trái nó màu gì nữa kìa. Cái này chín luôn rồi nè. Trời ơi. Chạy sữa không biết ngon luôn á trời. Thấy hôm đó thấy trời đùm đùm ở đây nè. Chắc lớn 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 nè. Mày vú dữ rồi. Ôi, mày vú bự. Nè, đứng đây mới thấy nè. À, năm nay vú bự bự luôn. Ôi má ơi, vú đỏ nhớt hết trơn. Vú đỏ nhớt hết trơn. Kìa kìa, trái này đỏ tét luôn rồi thấy không? Chưa thấy một trái. Đó là chính đó. Đó đó. Chứ phải nó đậu hết rồi quằn hết trơn luôn. Để nó thọc cái cây đi. Ừ, cái đường nhà của thầy Cường á vậy nè. Ê, vú sữa hả? Trời ơi, quá trời trái luôn. Cây vú xíu kia mà trái. Mất hồn luôn. Rồi, rồi cái trái này nó không chín. Rồi luôn. Trời ơi. Trời mẹp luôn. Cho biết bao ngon luôn. Sữa luôn rồi mẹ. Kìa mẹ. Cháy rồi, cháy rồi. Cháy sữa rồi. Cháy rồi. Này đúng là sữa nè. Quá. Chết mẹ tét vú rồi. Tét vú rồi. Sao mà vú bụng bự. Đây đi đốt rồi chụp cái kia vào mẹ. Ăn chay xong. Nó thấy rồi giật bên bản mới đó mình đây. Đốt đây rồi. Bữa cho nó mười mấy trái cái mẹ nói ê chục trái chứ mẹ nói trời có thấy trái nào đâu mà chục trái nữa cuộc chục trái thiệt rồi đó. Hôm nay còn mấy trái luôn nè. Mẹ cha. Mẹ thấy chỉ có trái này thôi. Con thấy được trên này. Với một trái bên đó. Lớp hai mẹ con mình nhà có một bọn. Ồ trong đó một trái nữa kìa, bốn trái. Thấy được chứ bốn trái nhiều nhất thôi. Phải mà nó đậu hết trơn hả? Chùm chùm. Ủa trời, nguyên ổi luôn không kìa. Hôm đó nó lớn rồi nè, tính là nó đậu hết rồi trời. Nó rụng hết trơn uổng. Tì nó hỏi nó có rụng không mẹ? Nó không. Trời ơi, vậy năm nay là nhóc hết trơn. Nó hết nhóc hết trơn rồi. Cái gì nhóc? Lá. Em mấy cái sữa này đem đi chảnh ăn đi. Dưới cái giường đó em đi chảnh. Ăn vú đi cho sữa. Dòm kỹ coi còn trái nào nữa không? Dạ thấy không? Thấy gì con không thấy à? Đó là cái lá không? Kìa. Ăn hai đây em chảnh thì em thấy liền luôn á. Có gì không có giá trị bằng mà cái hai trái luôn. Hai trái gì? Dây bà luôn. Ông nó quýnh một cái ha. Ông không một cái ha. Về vợ nhìn con ra luôn ra luôn đó mẹ ơi. Đi thì mặt nhỏ. Về mặt bự. Bá nện. Có mấy cái xanh á nó non.